Hello mấy anh chị. Dạ em là Hoàng Đen đây. Trong thời gian mà em ngồi đây để kêu gọi cứu những bé khác thì có bé này mới chở tới nữa nè mọi người. Bé đang có bầu bụng to lắm. Đó, đây. Rồi anh dịnh giùm em, rồi. Đó. Dịnh đi, em không quay anh đâu. Đó, đây, bụng rất là to luôn mọi người. Đó. Chủ bán đúng không anh? Chủ bán. À, bầu bụng bự lắm rồi. Ủa nó có bầu bụng bự hay nó đẻ rồi ta? Đang có bầu á. Đang có bầu. Rồi để xuống đi chị, để xuống đi. Con quỳ con lại mẹ cha, ơn cha nghĩa mẹ con đền được là bao. Năm dài tháng gồng gian lao nuôi đàn con khôn lớn nên người. Chết em mà mọi người ơi, quá trời luôn rồi. Có bầu bụng bự vậy là chủ bán luôn. Nghĩa tử là nghĩa tận nha không. Lỡ rồi con ơi. Lỡ rồi mẹ Hồng Đen, mẹ Hồng Đen sẽ đón con luôn chứ đâu có bỏ con được. Cuộc sống mà biết nhiêu cho đủ. Thêm đứa hay bớt đứa gì á cũng không có giàu được. Thì thôi lỡ rồi. Nếu mà là nhân viên thì thôi mẹ đón con về máy ấm luôn nha con. Nha, về máy ấm xanh đẻ nha con. Nha. Nha vàng, thấy thương quá trời thương luôn. Đứt ruột mọi người ơi, cái bụng bự rồi là sắp đẻ rồi mà chủ nó kêu lò mổ lại bán thịt á. Ác tâm ghê không? Bởi nói xã hội bây giờ con người nó lạnh nhạt lắm. Bao nhiêu tiền đâu. Bé này nhiêu nữa đây chị? Hả? 2 triệu phải không? Nhiêu? Rồi 1 triệu 2. Rồi mô Phật. Mô Phật. Gán chờ mẹ đen xíu nha con. Chút xíu thì mẹ đen thu xếp và đón con về máy ấm mà. Cho con yên ấm con đẻ nha con. Nha. Quán trò chân gian cho ta nhiều mơ mộng. Cuộc sống tranh giành cũng vì hai chữ lợi danh. Người thì lao đao còn người kia trông sáng giàu. Kiếp sống vô thường quá nhiều khổ đau. Đời xưa mây bay đâu ai hay làm kiếp người. Nơi chốn du hành là địa ngục trần gian. Rồi mọi người ơi, em sẽ chuẩn bị đón luôn bé này về nha mọi người. Để cho bé có chỗ yên ấm mà đẻ. Thì bé này là 1 triệu 2. Là cái chị này chỉ thương, chị để là giá vốn luôn á. Chị không có lấy lời. Đó là chị thấy nó bầu bì á. Chứ lại chị thấy em cũng đang kêu gọi á. Nên là chị không có tính tiền lời. Chị hỗ trợ cho em cứu với giá là 1 triệu 2. Thôi số con hên rồi đó con. Con gặp mẹ đen thì cứ gặp mẹ là hên lắm con. Chỉ có mẹ đen thôi chứ con hên lắm. Rồi bây giờ em sẽ tắt video để em cộng số tiền. Coi tổng cộng là bao nhiêu rồi bắt đầu em cứu. Đó, anh chị nào thương thì giúp em. Còn không thương em thì em cũng cứu. Chứ giờ tình cảnh này bỏ không được đâu mọi người ơi. Cuộc đời em tối chứ tụi nó là phải sáng. Mình em đen thôi chứ tụi nó là phải sáng.